Muốn hỏi là không biết là phước đức của mình ấy thì có để dành cho ai được không? Ví dụ như con muốn dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ của con ấy thì không biết là có cách nào để làm được không thầy? Và cái thứ hai thì con đã nghe qua thầy lần trước giảng về Vu Lan Báo Hiếu ấy thì có đệ tử Phật đã từng xuống ngạ quỷ để cứu mẹ mình ấy, thì có phải là cái ngày mà mình dành một phần phước đức của mình cho cha cho mẹ là vào cái ngày ngày Vu Lan không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, quả thực là một câu hỏi rất là hay đến từ một người con có lẽ là rất là có hiếu đấy. Dạ vâng, ngoài ra còn câu hỏi nữa không ạ? Vâng, xin mời bạn Nam. Và con có một câu hỏi như sau ạ. Công cội. Con tên là gì? Vâng, con tên là Kiên, con đến từ Thái Nguyên ạ. Kiên hả? Con có một câu hỏi về bản thân con thôi, tức là trước khi mà con biết đến Phật ấy, là con biết đến Thánh, và con cũng đã từng đi làm lễ ở cửa Thánh cũng khá khá, và con cũng đã làm tôn nhang bát hương bản mệnh ở cửa Thánh. Sau đó thì cuộc sống của con nó cũng không có tốt đẹp lên và gặp rất là nhiều khó khăn, và bản thân con thì là cũng chết đi sống lại rất là nhiều lần. Tức là con đã từng bị tai nạn chấn thương sọ não, và trong một cái quá trình điều trị và để con đứng được ở đây và về đây để gặp gỡ thầy và các bạn thì thật sự là đấy là một cái điều cái phước rất lớn đối với con. Và con có một câu hỏi là từ ngày mà con biết đến Phật thì con năng đi chùa vào những ngày mùng một hôm rằm và ăn chay, có niệm Phật, chú Đại Bi, rồi là kinh Địa Tạng, rồi là rất rất một số kinh sám hối ấy. Đó, và bây giờ con muốn hỏi một câu hỏi là hiện tại thì bát hương bản mệnh của con vẫn đặt ở cửa Thánh, thì bây giờ con làm cách nào để con có thể con chuyển mọi thứ về để con con tu tập ở tại cửa chùa? Đấy là cái điều mà con vẫn đang băn khoăn và trăn trở. Con cảm ơn thầy. Dạ vâng, đây là một câu hỏi mà thực là cũng không ít bạn trẻ thời nay có cùng câu hỏi, thì các bạn sẽ cùng lắng nghe xem trên sư phụ sẽ giải đáp câu hỏi chúng ta thế nào nhé. Vâng, thì bây giờ xin mời một câu hỏi về bạn thế này đi, ở phía dưới đi, ở phía dưới xem các bạn có ai. Đấy, đây có một bạn nam, dưới kia có bạn nữ kìa. Thì con xin phép được mời bạn nữ ở phía dưới đi để cho tương tác. Xin mời bạn nữ áo xanh đấy, bạn áo xanh đứng dậy. Kính bạch thầy ạ, con là tên là Giang và con đến từ Lạng Sơn. Con có một câu hỏi như sau, câu hỏi hơi hơi dài một chút ạ. Con sinh ra gia đình của con thì không không có em trai, và chị gái của con thì đã lấy chồng và ở nhà làm nội trợ, nên là toàn bộ hy vọng của bố mẹ con đều dồn hết vào con, và bố mẹ con mong con sẽ làm rạng rỡ gia đình. Bố mẹ con muốn con trở thành một chính trị gia. Sau khi tốt nghiệp thì bố mẹ xin cho con vào làm ở một cơ quan nhà nước, nhưng mà sau một thời gian làm việc thì con cảm thấy con không chịu được áp lực và những cái điều không không được trong sáng ở ở trong cơ quan ấy. Nghĩa là con phải đi tiếp rượu rất là nhiều, rồi con thấy mọi người ở đó thì mưu mô hẹp hòi, và con thấy đấy là một nơi thật là vô nghĩa. Con bản thân con thì con chỉ muốn làm một công việc bình thường và dành thời gian còn lại để tu tập Phật pháp, nhưng mà bố mẹ con nói rằng như thế là nhu nhược, là yếm thế, thậm chí là bất hiếu, vì con phải trở thành trụ cột của gia đình.
Con có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu mà con vẫn tiếp tục làm việc thì con nên ứng xử như thế nào ở nơi làm việc? Bởi vì mọi người ở cơ quan đều nói rằng con thiếu hòa đồng, nhưng con lại nghĩ rằng nếu con hòa nhập thì con cũng trở thành bất thiện. Và điều thứ hai đó là con muốn biết rằng là cái nghiệp quả của mâu thuẫn giữa con và bố mẹ là gì, và con có thể làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn đấy, để bố mẹ con ủng hộ cho con theo đuổi tu tập Phật Pháp ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn một câu hỏi. Có lẽ là đây quả thực là một tình trạng chung của những bạn đi làm, đã từng đi làm, thì tại vì ở cơ quan cũng có nhiều người như vậy. Thì con nghĩ rằng là rất nhiều bạn ở đây đang mong ngóng được câu trả lời từ phía sư phụ, đúng không ạ? Vâng, thì có lẽ là con cũng xin các thầy là vâng, thì sẽ thêm một câu hỏi ở phía bên tay phải đi. Xem bạn nào còn câu hỏi không ạ? Chúng ta cứ mạnh dạn giơ cánh tay của mình. Vâng, thế thì mời bạn nữ áo vàng đi. Con chào thầy, con chào tất cả mọi người. Con tên là Hai, con đến từ Thanh Hóa. Thưa thầy là con trai của con thì hiện nay là hơn 4 tuổi rồi ạ. Năm con trai con được 1 tuổi thì nó bị ốm rất là nặng, và con đã đọc kinh Dược Sư Chỉ Chú Đại Bi hàng ngày. Nhưng mà con của con không đỡ. Thì một hôm thì vừa niệm kinh Diệp Một hôm thì vừa niệm kinh Dược Sư, vừa đọc chú Đại Bi xong, thì con có nói là Phật, nếu mà Bồ Tát phù hộ độ trì cho con nhanh khỏe, cho con trai của con nhanh khỏi bệnh, thì con sẽ ăn chay 1 tháng. Thì một thời gian rất dài sau thì con của con cũng khỏe, và con cũng đã ăn chay. Nhưng mà do công việc của con là giáo viên mầm non, ăn ở tại trường, cho nên là con chỉ ăn chay được có 1/2 tháng. Con ăn chay liên tục khoảng 3-4 lần như thế, nhưng mà mỗi lần thì chỉ được 1/2 tháng hoặc là 1 tuần. Hiện nay thì con trai của con đã hơn 4 tuổi, nhưng mà cháu lại không ăn thức ăn. Cháu ăn chay, ăn rau, ăn đậu, kiểu ăn rất là nhiều ấy. Có thể ăn được hơn 1 lát đậu, 2 lát đậu một lần, một trong một buổi ạ. Cũng hiền lành lắm, không bao giờ đánh ai, không. Con cảm thấy rất là sợ. Một phần là sợ là có khi là do là mẹ đã hứa nhưng mà mẹ không thực hiện được, nên là bây giờ là con phải thực hiện thay. Thứ hai là cái sợ thứ hai là hay là cái phước đức của con phải như thế. Con rất mong là thầy giải đáp cái mâu thuẫn cho con với ạ. Con xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, quả thực ngày hôm nay chúng ta được nghe rất nhiều những câu hỏi ở mọi khía cạnh của đời sống, và đến từ nhiều lứa tuổi và nhiều vị trí khác nhau, từ người học sinh đến người đi làm, và đến người con với cha mẹ, và đến giờ là từ người mẹ với con của mình. Và con nghĩ rằng là đến ngày hôm nay các bạn được nghe và lắng nghe những lời chỉ dạy từ trên sư phụ về những vấn đề này, thì chúng ta sẽ có khá những kiến thức sống bổ ích đấy ạ. Và bây giờ con xin thành kính cung thỉnh trên thầy sẽ giải đáp những thắc mắc cho các bạn ạ. Giờ, sư phụ sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của các con nha. Câu hỏi thứ nhất của bạn Hải Yên ở Thái Nguyên. Bạn hỏi rằng là phải tư duy như thế nào để mà có được cái tâm kiên nhẫn làm việc không dở dang. Có đúng không? Thế thì cái này tức là vấn đề làm sao chúng ta có được cái đức kiên nhẫn đấy các con ạ. Trước đây các cái tấm gương kiên nhẫn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ trong cái thời đại mà công nghiệp 4.0 này thì nghe chừng cái gương kiên nhẫn hơi ít, thầy thấy nó ít đấy. Cũng có thể nếu mà nhìn tổng quan á,
thì cái nghiệp lực của chúng sinh cái thời nay nó nặng nề hơn những cái thời trước, gọi là cái phần ác nghiệp các con ạ. Thế thì cái đức kiên nhẫn là một cái đức rất cần thiết trong con người. Người ta gọi là kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Nhẫn một nhất tự thiên kim, một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Trong tu đạo của các thầy cũng thế. Phật gọi là nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Nghe không? Nhẫn nhục, kiên nhẫn là điều rất quý. Không nhẫn nhục, không kiên nhẫn được thì khó mà thành công trên bước đường mà chúng ta thành lập sự nghiệp. Thì các con biết đấy, không phải việc nó suôn sẻ đâu. Nó đầy chông gai chướng ngại, đầy khó khăn gian khổ. Nếu chúng ta không có cái đức kiên nhẫn thì không thể nào đi đến cùng được, đến đích được. Cho nên ai muốn thành công, người ấy đều phải tu cái đức nhẫn, nhẫn nhục này, kiên nhẫn này, kiên trì này. Nghe không? Thế thì cái đức nhẫn nhục này ở đâu mà có ra? Ở đây đã nói phải tu thì mới có đức nhẫn. Các con nhé, những bạn nào hồi trẻ đến giờ thường được chiều chuộng nhiều, và cái gì đến với các con dễ dãi quá thì các con ít có được cái tính kiên nhẫn. Những bạn mà sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không được thỏa mãn ngay các thứ thì thường có cái tâm kiên nhẫn nhiều hơn. Cho nên người ta lại nói rằng khó khăn nhiều khi cũng lại là một cái nguồn năng lượng rất quý báu cho mình đấy. Khó khăn là cái duyên rất tốt. Đấy, cho nên những bạn sinh ra ở những cái vùng quê mà khó khăn như là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, cái vùng mà luôn luôn mưa bão lụt lội, rất gian khổ, nắng nóng, mưa chan, thì thường những bạn đấy có cái tính kiên nhẫn nhiều lắm, chịu đựng gian khổ. Vậy thì ở đây á, để trả lời cho bạn Hải Yến cái câu này về tư duy như thế nào, thì các con thứ nhất phải tư duy về sự quý báu, giá trị của đức tính kiên nhẫn. Nghe không? Con phải thấy nó là giá trị như thế nào. Không kiên nhẫn thì khó mà thành tựu, khó đi đến đích của bất kỳ một việc nào, một công việc nào. Đó. Chúng ta khó thành công lắm. Cũng có thể nói rằng trên đỉnh của thành công không có dấu chân của những người mà lười biếng hay là không kiên nhẫn đâu. Không kiên trì, kiên nhẫn khó lắm. Đó. Thì các con phải tư duy để thấy được cái đức kiên nhẫn, cái đức nhẫn nhục nó thật là quý báu, thật là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Các con phải tư duy, đọc thêm những cái sách về những tấm gương mà kiên nhẫn để chúng ta học. Đó. Khi các con thấy được giá trị của đức kiên nhẫn trong tâm mình rồi thì bắt đầu các con thực tập. Các con bắt đầu thực tập đấy. Đây là câu chuyện mà Sư Phụ đã từng làm với chính mình. Sư Phụ đọc câu chuyện Tấm Cám rồi. Nghe không? Khi mà mẹ của Cám, bà dì ghẻ đấy, muốn đi chảy hội thì bắt Tấm ngồi nhà, bà đổ một thúng thóc với thúng gạo vào với nhau. Bà bắt Tấm phải ngồi nhặt thóc ra, thóc gạo ra gạo. Đấy. Thế thực ra bà dì ghẻ này cũng đáo để với cô Tấm. Nhưng mà chính ra thì bà cũng lại giúp cho cô Tấm lại thành tựu được thêm cái tâm kiên nhẫn. Đấy là những phẩm chất rất tốt. Thế mà Sư Phụ đã học cô Tấm, đã có lần Sư Phụ cũng thế, đổ cả một ca gạo, một ca thóc vào với nhau, trộn tung hết vào xong bắt đầu ngồi để nhặt từng cái ra một. Nó cũng không phải dễ đâu các con ạ. Nó mỏi mệt, nó cũng chán. Đó, mình phải thực tập từ việc nhỏ. Thế thì các con sẽ tập từ việc nhỏ, những cái khó khăn trong việc nhỏ, và các con tập dần thì mình mới có được cái đức nhẫn. Cái cây cũng thế, nó không tập qua những cái cơn gió, những cơn mưa gió thì nó không thể cứng cáp được. Cái đức nhẫn trong tâm các con cũng thế, các con phải được thực tập hàng ngày. Nghe không? Các con thực tập hàng ngày. Con có thể phát nguyện ngày hôm nay xin cho con có một vài việc để con nhẫn nhục, con chịu đựng. Hôm nay con xin có thể ai đó mắng con một câu, chửi con một câu, nói trái tai con một câu để con nhẫn xem sao. Nghe không? Các con thử sáng dậy mở mắt xin hôm nay mình xin được tu cái đức nhẫn nhục, kiên nhẫn. Và vừa nhẫn nhục vừa kiên nhẫn nữa.
À, có ai người ta nói trái tai mình, người ta mắng mình. Mình vừa xin xong là người ta mắng mình luôn, có người mắng mình luôn, mắng oan luôn. Xem mình nhẫn, mình chịu được không? Nghe không? Đó, nếu con nhẫn được như thế, con vui vẻ được, thì dần dần cái đức nhẫn trong con nó sẽ có. Và đức nhẫn này vô cùng là quý các con ạ. Không thể thành công, không thể người tu đạo như các thầy, không nhẫn nhục, không bao giờ thành tựu đạo được. Thế cho nên phải nhẫn nhục, phải kiên nhẫn. Trong nhẫn nhục nó có cả kiên nhẫn ở đó, các con ạ. Nhá. Thế thì để có được cái này, các con phải thực tập hàng ngày vào từng việc, từng việc, từng việc. Chứ không phải là không đâu. Các con phải tập với những việc khó, giống như cái người ta tập võ, vào. Rồi kể cả những bạn thầy nói tập gym thế, đi tập gym không phải là dễ đâu. Thấy người ta thân hình đẹp như thế này không phải, người ta cũng phải 3 năm, 5 năm rồi đấy. Rèn luyện rất là khổ, cũng phải rất là kiên nhẫn, kiên trì, chịu đựng thì mới được. Thế thì không có việc gì mà không có kiên nhẫn, kiên trì mà được cả. Nhá. Thì ở đây thì Sư Phụ nói là các con thứ nhất tư duy về giá trị của đức nhẫn, của đức kiên nhẫn, của nhẫn nhục. Các con phải tư duy thật kỹ và thấy nó là vô cùng quý. Để khi các con thấy nó là quý rồi thì các con mới quyết tâm thực hiện nó. Và sau đó chuyển thành cái việc hàng ngày tập luyện, rèn luyện hàng ngày. Thì sau này từ cái nhẫn nhỏ các con sẽ nhẫn được với các cái việc lớn. Các con mới bền bỉ, kiên trì, kiên nhẫn được với những cái mục tiêu lớn của mình. Và mình mới có thể thành công được. Thì Thầy chúc cho bạn Hải Yên cũng như tất cả các con nghe không? Sẽ rèn luyện cho mình được cái đức kiên nhẫn, nhẫn nhục này. Câu hỏi thứ hai là bạn Lê Văn Tuân. Bạn hỏi rằng con có thể dành được phước đức cho cha mẹ hay không? Bạn cũng có lấy một câu chuyện có một người xuống ngã quỷ để cứu mẹ. Thì hôm nay ấy, với cái chủ đề là phước đức không ai cho, thì bạn Tuân bạn hỏi Thầy, hỏi Sư Phụ là vậy con có thể để dành phước đức cho cha mẹ được hay không? Hay là dành phước đức cho con cháu được hay không? Chúng ta biết rằng đã là phước đức là không thể cầm mà cho được. Không cho ai, mình cũng không đem cho được. Và mà chúng ta chỉ có cách để giúp nhau tạo phước thôi, tạo nhân, tạo duyên và trợ nhân, trợ duyên để cho người khác có phước, tạo phước. Chứ ta không thể đem cho phước báu được các con ạ. Phước báu không đem cho được, nhá. Không đem cho được, đây là một quy luật, một nguyên lý. Nếu phước báu cho được thì Đức Phật như Thầy nói đấy, đã cho chúng ta hết rồi. Và chúng ta đến xin Phật cho con tí phước, Phật cho hết rồi. Là mình giàu, mình không sung sướng. Và nhưng không thể cho được. Vậy thì ở đây, chúng ta nói rằng cha mẹ để phước đức cho con nghĩa là thế nào? Cha mẹ để phước đức cho con không phải rằng là cha mẹ chỉ đi làm việc phước không? Nghe không? Cha mẹ làm việc phước rồi và phải dạy cho con mình biết làm việc phước. Và tại sao người ta vẫn nói cha mẹ làm phước thì con cái cũng được hưởng? Là vì con cái ở trong một ngôi nhà mà cha mẹ chăm chỉ làm phước thì chính con cái cũng được ảnh hưởng cái tâm, cái suy nghĩ của cha mẹ. Cho nên con cái cũng tự nhiên sinh ra biết làm phước. Giống như Thầy sinh ra trong gia đình, ông bà, cha mẹ đều biết làm phước. Thì tự nhiên Thầy cũng được ảnh hưởng, tâm Thầy cũng thích làm phước. Cái đấy là cái coi như là cha mẹ cho mình đấy, và giúp cho mình nhé. Chứ còn không phải là cha mẹ cho phước được các con ạ. Hay chúng ta cũng không thể cho phước cha mẹ được. Các con có thể đem của cải cho cha mẹ, nhưng mà gọi là phước thì không thể cho cha mẹ. Nghe không? Nhé, không cho cha mẹ được. Đấy. Thế thì đây là một cái nguyên lý để cho các con biết về cái chỗ này nhé. Nhưng mà các con có thể làm phước vì cha mẹ được. Các con có thể làm phước vì cha mẹ. Ví dụ như là Ngài Mục Kiều Liên, Ngài có thể phát tâm cúng dường và cái phước báo ấy là phước báo hồi hướng cho cha mẹ. Thế đấy là mình làm phước cho cha mẹ. Làm phước, phước ấy làm cho cha mẹ thì được. Chứ còn phước báo thì mình không thể đem phước của mình để cho cha mẹ được. Đấy. Các con rõ không nào? Ta có thể làm phước cho cha mẹ. Vì cha mẹ mà mình làm việc này, việc phước này thì cha mẹ được hưởng cái phước đó. Đấy. Các con có thể vì cha mẹ, các con làm một cái việc phước thiện gì đó vì cha mẹ thì cha mẹ được hưởng cái phước đó của các con nhé. Nhưng mà các con cũng không thể đem cái phước của mình
để cho cha mẹ được. Đó, nhớ chưa nào? Cái này nó khác nhau, chỗ này các con phân biệt thật rõ. Có thể làm phước cho cha mẹ, làm phước cho con cái. Mình làm và cái phước đấy, cái phước ấy, cái quả phước ấy mình hồi hướng cho con cái thì con cái có thể được hưởng cái phước đấy. Nhưng còn phước báu của mình thì mình không cho con cái được, cũng không cho cha mẹ được. Các con rõ chỗ này không? Nha. Bạn Kiên ở Thái Nguyên hỏi rằng trước khi biết đến Phật Pháp thì bạn ấy đã là một con nhang, tôn nhang ở cửa thánh. Và trong cả một thời gian bạn đi theo cửa thánh thì bạn ấy rất là nhiều cái đau khổ và kể cả bị tai nạn cho đến chấn thương sọ não. Và đến hôm nay bạn ấy được như thế này là một cái việc rất là hy hữu. Được biết Phật Pháp bạn rất là mừng. Bây giờ thì bạn nói rằng bạn ấy đã từng gửi cái bát hương bản mệnh ở cửa thánh rồi, và thì bây giờ làm thế nào? Thì ở đây Thầy nói với bạn Kiên thế này: nếu mà con mà đã phát nguyện quy y Tam Bảo, làm đệ tử của Phật, thì tất cả những cái gì trước kia con dính dáng đến bên thánh, nghe không? Cho đến bên các tôn giáo khác, các đạo khác, các tín ngưỡng khác đều được hóa giải. Từ ngày khi con chính thức quy y Tam Bảo, chính thức đó, đúng pháp, thì con được giải hết tất cả những cái gì liên quan đến cái cũ, nghe không? Vì ở đây không có ai, không có ai lớn bằng Phật. Đức Phật là tối tôn tối thượng nhất, không có trời thần nào, thánh nào bằng Phật được cả. Khi một người đã phát nguyện quy Phật thì tất cả những cái gì trước đây người ta thề nguyện với các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác đều được hóa giải và người ta chính thức là đệ tử của Phật. Nghe không? Con không phải bận tâm đến cái bát hương ấy nhé. Bát hương ấy nó đã được hóa giải từ khi chính thức con quy Tam Bảo. Nếu con quy Tam Bảo thật sự chính thức, chính tâm thì tất cả những cái đó không phải bận tâm nữa. Hay là con có áo mũ gì ở bên đó cũng không cần thiết phải hóa giải gì cả, không, không lo nhé. Đấy là cái câu mà Sư Phụ trả lời cho con để con yên tâm. Nhiều người thì lo lắm, một số các bạn gái có thể cũng thế, không biết đi chỗ này xem bói, kia xem bói, người ta bảo phải mở gọi là mở phủ rồi đi hầu thánh, thế là về mua khăn mua áo để đi hầu, nghe không? Và sau đó thì bạn hầu bạn không thấy tiến triển gì và cũng lại cũng tốn kém thì các bạn cũng lo. Thế rồi sau đó biết có duyên được nghe Phật Pháp, bạn muốn đi theo Phật, bây giờ đi theo Phật thì lo không biết giờ ngày xưa mình đã lỡ bị gọi là chấm rồi, chấm đồng, chấm lính rồi, giờ biết làm sao. Thế thì bạn lo lắm. Thì Thầy nói là con quy Tam Bảo xong là tất cả mọi cái nó được giải, về mặt tâm linh là nó được hóa giải hết rồi, không phải bận tâm gì đến cái đấy nữa, nghe không? Không phải lo. Và cũng không ai, không một vị nào ở các cái tín ngưỡng tôn giáo kia có thể hại được con được khi một người đã chính thức quy Phật về mặt tâm linh. Nhưng họ không thể dùng tâm linh gì để hại các con được. Chỉ sợ các con không chính tâm quy Phật và giữ giới của Phật thôi. Còn chính tâm quy Phật, còn giữ giới của Phật thì họ không thể làm gì được các con nhé. Rồi. Bạn Giang ở Lạng Sơn hỏi rằng gia đình bạn ấy không có em trai, chỉ có hai chị em gái, rồi chị lấy chồng. Bây giờ bạn ấy là người con còn lại duy nhất của gia đình để lo lắng cho cha mẹ. Cho nên cha mẹ rất là quan tâm, muốn bạn ấy trở thành một chính khách, một chính trị gia. Thế rồi sau đó bạn ấy được đi làm, xin vào cơ quan, nhưng mà ở cơ quan thì bạn ấy thấy ở cơ quan là một cái môi trường không phù hợp với bạn ấy. Bạn ấy thấy họ mưu mô hẹp hòi, nghe không? Vô nghĩa. Và bạn thì không muốn, bạn muốn là một người làm việc bình thường và để được tu tập Phật Pháp. Thế bây giờ thì bạn ấy đặt câu hỏi là nếu mà bạn ấy muốn tiếp tục làm việc thì bạn ấy sẽ ứng xử thế nào với một cái tập thể cơ quan mà bạn ấy thấy nó không hợp? Thế thì thưa đại chúng, ở đây các con thì có những bạn đã đi làm rồi, có những bạn chưa, như con biết đấy. Cơ quan, tập thể, công ty, xí nghiệp cho đến cơ quan nhà nước mà cũng không phải chỗ nào cũng được như ý chúng ta đâu các con ạ. Thế thì bạn đến cái chỗ tập thể này, đầu tiên thì Thầy nghĩ là bạn
phải vào mình tìm hiểu đã, mình sống xem thế nào. Nghe không? Ở đây thì Thầy nghĩ không phải một tập thể người ta xấu hết cả, và cả một tập thể đều xấu hết thì nó cũng khó, cũng vẫn có người tốt. Mình cũng phải xem. Chứ nếu đánh giá ngay một tập thể người ta xấu hết cả thì cái đấy thì mình cũng cân nhắc lại một chút. Có thể là có nhiều người xấu trong tập thể đấy, thì có thể cái tính xu nịnh, cái tính giả dối nó có nhiều, nhưng cũng có thể còn có những người tốt nhé. Nhưng mà bạn này thì vì bạn cũng học Phật Pháp cho nên bạn cũng phát hiện thấy ở trong cơ quan của bạn ấy thì có nhiều những cái tật xấu của nhiều người mà bạn ấy thấy nó không phù hợp, cho nên bạn cũng buồn, bạn thực sự là buồn. Bây giờ thì bạn ấy làm sao bây giờ? Cái câu hỏi của bạn Giang này thì Thầy nói là cũng một số bạn trẻ cũng hỏi Thầy, bây giờ con đi làm cơ quan gặp những hoàn cảnh này thì con làm sao? Thì các bạn phải cân nhắc, cái việc xin việc bây giờ nó cũng không phải dễ, nghe không? Bố mẹ nhiều khi cũng phải tốn tiền mới xin được việc cho các con. Mà vào rồi mà bây giờ mà bỏ việc thì là cả vấn đề với gia đình. Thì các con phải cân nhắc cái hoàn cảnh thực tế của mình đã, thiết thực đã nhé. Nếu mà cái môi trường ấy con thấy hoàn toàn không phù hợp với con chút nào, nghe không? Không phát huy được những cái đức tốt của con, những cái tính sáng tạo của con. Nhưng mà hoàn cảnh nhà con có điều kiện có thể thay đổi thì các con thay đổi. Còn nhà không có điều kiện thay đổi thì các con phải nhẫn, nhẫn để làm việc nhé. Chứ còn nếu mà mình thay đổi ngay là khó khăn. Bản thân mình không có việc làm, gia đình lại tốn kém, không làm được, thì con phải xem xét hoàn cảnh cụ thể nhé. Cân nhắc kỹ đi. Thầy nói thế này, trong những cái môi trường á, nếu mà mình khéo biết học á, thì mình vẫn có thể học được con ạ. Nghe không? Thì cũng phải học, học được từ cái giờ người ta, mình cũng rút ra được những cái gì. Thế con thì biết Phật Pháp rồi thì con sẽ ứng dụng Phật Pháp ở trong đó. Nghe không? Các con nhớ rằng là cả cái căn phòng nó tối thế này, nếu mà mình mà là một ngọn nến hay một ngọn đèn sáng thì mình cứ sáng không sao. Tất nhiên các con nhớ thế này này, ở đời thì nó cũng có, nếu không vào bè vào cánh với nhau có thể mình cũng sẽ bị người ta cho ra khỏi cái guồng máy. Cái này thì Sư Phụ có biết, nghe không? Thế nhưng các con ở đây phải bằng tất cả những cái gì con hiểu biết từ sự học Phật Pháp, rồi cái kỹ năng sống của con ở trong cái môi trường đấy, con cứ thâm nhập đi nhé. Cứ sống mà mình vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình, nghe không? Con xem nó thế nào. Nếu khi thật sự con thấy là nó không tốt, thật sự không còn một ai tốt đẹp nữa và mình không thể ở trong môi trường đấy thì lúc ấy con mới lên thay đổi, con ạ. Chứ còn nếu mà con chỉ mới thấy sơ sơ, con đánh giá tất cả đều không tốt, mình bỏ ngay thì Sư Phụ nghĩ là có thể nó hơi vội vàng chăng? Thì con nên cẩn thận nhé, cân nhắc một chút. Nếu mà hoàn cảnh gia đình mình không cho phép mình thay đổi thì đừng vội mà thay đổi, nghe không? Thay đổi nó sẽ khổ rất nhiều, khổ nhiều hơn là cái là con không thay đổi. Kiếm việc làm rất khó. Thế thì ở đây thì con cũng hãy coi cái môi trường ấy cũng là cái để giúp cho mình có được những bài học. Ở đâu cũng thế, mình đều rút ra được bài học. Tức là con ở hay con đi nhưng con phải rút ra được bài học ở đấy. Con coi như đấy là một cái môi trường để mình rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống thì vẫn là được, nghe không? Thứ hai, bạn ấy hỏi rằng cái nghiệp quả mâu thuẫn giữa bạn ấy và cha mẹ, nào? Thì đương nhiên ở đây á, các con biết rồi, giữa cha mẹ và con cái nó cũng đều có nhân duyên nghiệp quả với nhau cả. Nếu mà con mà được cha mẹ rất là yêu quý, thuận tình thì đấy cũng là cái phước của con. Thế còn cha mẹ thường lại hay bắt con trái ý của con, không hợp ý của con thì cũng đấy là cái nghiệp duyên của con nhé. Thì cái này con cũng nên làm sao mình là phần con thì đối với cha mẹ mình phải nên thuận ý cha mẹ thì tốt con ạ. Mình làm trái ý cha mẹ thì trong nhân quả nó đã là không tốt rồi. Người con mà có hiếu thì nên thuận ý cha mẹ, hoặc nếu không thì các con phải bằng trí tuệ mình phân tích để cho cha mẹ hiểu được cái việc mình làm và cha mẹ đồng thuận với mình. Thì cái đấy vẫn không có lỗi. Các con có thể không đồng ý với cha mẹ nhưng các con phải phân tích được để chuyển hóa được cha mẹ. Đó, thế còn nếu mà các con không thấy ra được cha mẹ là người có kinh nghiệm mà các con lại cứ thế khăng khăng cãi lại, chống lại cha mẹ thì các con là người con không tốt.
cái đấy nó cũng là bất hiếu nhé. Thì con phải xem xét cái chỗ này nhé. Thì con về mặt nghiệp quả thì con tự biết mình với cha mẹ như thế là có cái nghiệp quả có trục trặc một chút rồi, nghe không? Để mình xin sám hối với lại cha mẹ nhé, để cho cái nghiệp này nó nhẹ đi. Thứ hai nữa là con cũng thế, phải tự mình tích lũy lấy những cái phước báu của cho mình và những cái trí tuệ cho mình, để cho mình làm sao đó có thể giúp cho cha mẹ mình chuyển hóa được, thì lúc ấy lại rất là tốt rồi. Đấy, nhà Phật mình thì phải lấy trí tuệ để mà chuyển hóa tất cả, nghe không? Từ trí tuệ chúng ta khiến chúng ta hành động có phước báu, và từ phước báu ấy nó chuyển hóa cái hoàn cảnh của mình. Còn nhé, thế thì ở đây á, với bạn Giang thì sư phụ cũng khuyên bạn cũng thế, vẫn phải học cái gương của Mạt Lợi Phu Nhân, vẫn chăm chỉ tích lũy phúc báu cho mình đi. Con cứ chăm chỉ tích lũy phúc báu của mình, đến mức nào đó, một cái duyên nào đó, khi con đủ phúc báu, nhiều khi á, từ một người mà nó lại chuyển được cả một tập thể. Cái phúc báu người này mà đủ lớn, có thể con chuyển được luôn cả một tập thể đó, người ta cũng trở thành một cái tập thể tốt, chứ không phải chuyện thường đâu con ạ. Nhá, thì con cứ làm, tin sâu Phật Pháp mà con thực hành, nghe không? Ở trong môi trường như thế, Thầy cũng đã từng gặp những người mà cũng là phụ nữ đấy, họ rơi vào cái môi trường lúc đầu cảm thấy rất khó khăn, nhưng sau đó họ chân thật họ tu tập, họ chân thật họ rèn luyện, thế mà sau đó cả cái tập thể đấy họ chuyển hóa thành một tập thể tốt. Các bạn, đấy từ người ta đấy, một người thôi mà người ta chuyển hóa được. Thế thì con cũng thử áp dụng cái này xem sao, cứ cố gắng, nghe không? Để mình thêm được bản lĩnh cho mình, thêm phúc báo cho mình nhé. Bây giờ bạn Hạnh ở Thanh Hóa nói rằng có cậu con trai 4 tuổi rồi, mà bây giờ thì khi cậu bé thì ốm đau nhiều, thì mẹ có tụng kinh lễ Phật rồi phát nguyện ăn chay 1 tháng để cầu cho bạn ấy được khỏe mạnh. Thế sau đó thì bạn cũng khỏe lên, nhưng mà bạn này thì vì là việc công việc cho nên không ăn chay liền 1 tháng được, thì lúc nửa tháng, lúc 1 tuần, cộng lại đã đủ 1 tháng chưa? Thế và bây giờ cậu con trai 4 tuổi thì nó lại đặc biệt là nó không ăn mặn, nó ăn chay. Đó. Thế thì bạn ấy lo rằng con trai mình có vấn đề gì, hay là con trai đang gánh cái hậu quả của bạn ấy, bạn hứa ăn chay 1 tháng không đủ cho nên bây giờ con trai phải ăn chay suốt đời. Ở đây thì thầy nói thế này, chắc chắn là nó không phải có cái duyên ấy đâu con nhé. Cái việc mà con phát nguyện ăn chay 1 tháng thì sau đó con cố gắng con làm sao cho đủ 1 tháng, nghe không? Thôi nửa tháng xong rồi cộng dần và những 1 tuần, 2 tuần sau nữa cho đủ 1 tháng là cũng được. Thế còn con của con á, nó không ăn mặn được, nó ăn chay mà cơ thể nó vẫn phát triển bình thường, mà sức khỏe nó tốt thì đấy là tốt, nghe không? Cái người bây giờ không ai bắt là phải ăn chay, à phải ăn mặn, phải ăn thịt. Ăn chay mà mạnh khỏe, trí não bình thường vào thì tốt thôi. Hiện nay trên thế giới người ta đang có cái phong trào ăn chay đấy, các bạn ạ. Thế và như chùa mình đây, các sư là cũng ăn gần như thuần chay đấy, tất cả thuần chay, Phật tử ở chùa mình cũng ăn chay hết. Các bạn thấy có bình thường không? Mọi người bình thường, không sao cả. Nhưng ở Phật tử tại gia thì Phật không bắt các con phải ăn chay trường thôi. Còn các con ăn chay được bữa nào cũng tốt bữa đấy. Nhá, thế nếu con của con mà nó ăn chay được mà sức khỏe của cháu vẫn tốt, phát triển thể chất bình thường thì không có gì phải lo. Làm sao phải lo nào, nghe không? Đỡ tốn tiền mua thịt cho nó vào, mà nó lại vẫn khỏe, cứ rau món ăn mà nó khỏe được. Đấy, nó cứ khỏe sau này khỏe như con trâu ấy, thì có tốt không? Chả bệnh tật gì. Đó, nhá, thế cho nên là bạn Hạnh ấy thì đừng lo về cái chuyện con nó thích ăn chay. Không phải do là việc con phát nguyện đâu nhé. Thì con cứ yên tâm đi, cứ nuôi cháu nó ăn chay cũng được mà khỏe mạnh là được rồi, thông minh khỏe mạnh là được nhé. Rồi tiếp theo, có một bạn ở đây, thôi chắc thầy không đọc tên, bạn có ghi tên đầy đủ nhưng thầy không đọc tên. Bạn ấy hỏi như thế này: bạch thầy, con đã chót gieo nhân xấu và đang phải chịu hậu quả khá nặng về tâm lý. Con xin thỉnh sư phụ trả lời giúp con làm cách nào để khắc phục cái lỗi lầm ạ. Bạn nói rằng vài tháng trước con cảm thấy chán đời và con đã đọc một bài báo về một con người cũng bị trầm cảm và tự tử, nên con đã nảy sinh ý định tự tử. Con đã đem
đeo vòng dây vào cổ mình. Nhưng vì con nghĩ đến bố mẹ nên con đã không chết nữa. Tuy nhiên, ý định tự tử vẫn ám ảnh con đến tận bây giờ, khiến con sợ hãi, hoang mang. Con phải làm gì để cân bằng lại cái tâm của mình ạ? Hay nói cách khác, làm thế nào để suy nghĩ tích cực hơn? Bạn này là đang ở trong đại chúng của chúng ta đây. Thế thì kính thưa đại chúng, bạn này hỏi rằng là bạn ấy vì một cái lỗi lầm, bạn không nói lỗi lầm là việc gì, nhưng mà khiến cho bạn ấy rất là chán đời. Và khi mà bạn ấy nghe thấy rằng là có những người bị trầm cảm và tự tử, thì tự nhiên bạn cũng nảy sinh ý định tự tử và cổ đã quàng dây vào rồi. Như vậy là rất nguy hiểm rồi đấy. Thế nhưng sau đó làm sao bạn nghĩ được đến cha mẹ, cho nên bạn ấy đã từ bỏ, bạn không tự tử nữa. Thế nhưng cái ý định tự tử nó vẫn ám ảnh. Thế thì ở đây Sư Phụ chia sẻ với tất cả đại chúng thế này, cái thời đại bây giờ đúng thật sự người tự tử rất nhiều, và trong tuổi trẻ các con rất nhiều. Thì đây nó cũng là một cái hệ quả của một cái xã hội phát triển, và nói chung thì nó là nghiệp quả của chúng sinh các con ạ. Bây giờ vậy làm thế nào đây các con? Thứ nhất, các con phải biết tự tử không giải quyết được nhân quả của mình, không giải quyết được tội lỗi của mình. Phải rõ cái lý này. Các con tạo tội, xong các con sợ tội, các con buồn khổ vì tội, các con đi tự tử, bảo là hết tội, chết là hết tội. Không có chuyện chết là hết tội. Nếu các con đã tạo tội, tạo ra nghiệp rồi, nghiệp ác rồi, thì chết, cái nghiệp ấy vẫn đi theo các con, và sang kiếp sau nó vẫn trổ ra, các con vẫn trả nghiệp, trả ác, trả tội như thường. Nhá. Và người ta còn nói còn nặng hơn. Trong nhà thiền, lấy ví dụ, có một con trâu á, nó đi cày, nó bị cái người nông dân ấy đeo cái ách vào cổ của nó. Thì con trâu này ấy, nó cày một lúc xong nó tức lắm. Nó lấy sừng rồi nó vùng vằng, nó phá cái ách đi để nó không bị đi cày nữa. Thế thì các con biết sao? Sau khi nó phá tan cái ách đi rồi, thì người nông dân về nhà chế tạo một cái ách khác tốt hơn, chắc hơn, và ra cũng gông vào cổ nó, và nó lại vẫn phải đi cày. Và đợt này thì ông đánh cho nặng hơn, phải đi cày nhiều hơn. Đấy. Cũng thế, các con cứ nghĩ rằng mình tự tử chết là hết tội, nhưng không phải, tội này còn nặng hơn. Các con mà dùng tự tử để mà nghĩ rằng cho mình hết tội, chạy tội cho mình, thì tội này còn nặng hơn nữa. Cái kiếp sau mình còn khổ hơn nhiều nữa. Nhé. Cho nên tất cả những bạn nào mà mắc vào những cái tình trạng buồn chán, trầm cảm, thì ở đây Sư Phụ khuyên phải dứt ngay cái ý tưởng tự tử, vì tự tử còn khổ hơn nữa. Nhá. Các con không được nảy sinh ra cái ý tưởng đó, trừ bỏ ngay, không hết tội được. Đó. Thế rồi, ở đây vì cái hiện tượng trầm cảm nó cũng nhiều, thì ở chùa chúng ta các con biết rồi, có những cái khóa lễ để giúp cho các con tu tập chuyển hóa cái nghiệp trầm cảm này. Thì trầm cảm thì nó còn có bị những cái nguyên nhân tác động khác nữa, có thể về thế giới tâm linh, các con cũng bị những cái thế giới tâm linh họ ám ảnh, nghe không? Thì các con có thể về chùa thỉnh chư tăng lên làm lễ hóa giải những cái nghiệp, những cái oán kết này nhé, để nó không ám ảnh các con nữa. Cũng có thể có những bạn không phải là do tạo cái tội lỗi gì đâu, nhưng mà tự nhiên mắc trầm cảm, stress, trầm cảm. Thế thì các con có thể có duyên về chùa để được chư tăng hướng dẫn làm lễ cho các con được chuyển hóa những cái nghiệp này nhé. Thế còn Thầy khuyên con nghe, ở đây con bỏ ngay cái tư tưởng tự tử nghe, và chịu khó nghe bài giảng của các Thầy, để các con khi nghe giảng cái tâm mình nó sẽ sáng ra, lòng tin mình nó vững mạnh lên, và mình sẽ lạc quan lên đó nhé. Chứ các con mà nghe đi lúc đã trầm cảm rồi lại đi tìm những cái người khác nặng nề nữa là mình sẽ bị đưa đến những cái tư tưởng rất là không tốt, rất nguy hiểm. Đó.
Thì Thầy khuyên con như vậy, mong rằng con ở trong Pháp hội này thì con nghe được á, thì con sẽ chuyển hóa đi nha. Ở đây có một bạn hỏi rằng, bạn này xin được giấu tên: con kính bạch sư phụ, hôm nay con xin phép được bạch sư phụ chuyện của con. Chuyện này đã xảy ra một thời gian rồi, nhưng nay con mới đủ dũng cảm để hỏi, vì con lo lắng đến hậu quả mà bạn con sẽ phải chịu ạ. Không biết là cái gì đấy. Con bạch sư phụ, con có quen một bạn nữ tại khóa tu mùa hè năm 2019, và chúng con yêu nhau một thời gian sau đó. Như vậy là cũng rất là nhanh thôi. Khóa tu mùa hè 2019 thì mới kết thúc được mấy tháng, nghe không? Như vậy là hai bạn này cũng mới yêu nhau được mấy tháng. Nhưng hai chúng con yêu nhau, yêu xa tức là không ở gần nhau, thỉnh thoảng mới có cơ hội được gặp nhau. Trong thời gian yêu nhau thì con thấy bạn ấy là một người hiểu biết Phật Pháp và luôn tỏ ra tinh tấn trong các công việc Phật sự được giao, trong các khóa tu cũng như các việc khác. Nên bản thân con và mọi người xung quanh, những người biết đến bạn ấy rất tin tưởng bạn ấy. Nhưng một ngày con phát hiện ra bạn ấy yêu một lúc tới 4 người khác nữa. Không chỉ có riêng con có đầy đủ bằng chứng về việc này ạ. Họ nhắn tin với nhau như vợ chồng. Khi biết được sự thật, con vô cùng đau khổ và ngay lập tức chia tay với bạn ấy, chia tay trong hòa bình. Vì con được học Phật Pháp nên kìm chế được bản thân không làm những điều dại dột. Nhưng được một thời gian ngắn sau, vì con còn thương nên con vẫn nói chuyện với bạn ấy qua mạng xã hội, và bạn ấy lại tiếp tục định lừa dối con thêm một lần nữa khi nói với con là đã bỏ hết các mối quan hệ khác rồi. Nhưng lại một lần nữa con phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Sư phụ thấy con đau, có đau khổ không ạ? Đau khổ. Rất đau khổ. Sư phụ thấy con có đau khổ không ạ? Nếu không biết đến Phật Pháp, chắc con tự kết liễu đời mình ngay rồi ạ. Không được. Và bạch sư phụ, nay con vì còn lòng còn thương và con muốn bạn ấy hiểu được việc mà bạn ấy đang làm sẽ có những hậu quả không tốt đến với chính bản thân bạn ấy, nên con kính thỉnh sư phụ giảng giải cho bạn này và những người có hành động như vậy biết sau này sẽ phải chịu những nhân quả như thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Các con nghe rõ cái câu hỏi của bạn này chưa? Hoàn cảnh của bạn này. Đó, tức là bạn này có quen một bạn gái trong khóa tu mùa hè 2019, rất là gần đây thôi, mới được mấy tháng. Sau đó hai người tiến đến yêu nhau, từ tình bạn chuyển thành tình yêu. Thế và trong khi yêu thì mấy tháng thôi, nhưng mà bạn trai này thì phát hiện ra cô bạn gái này một lúc là quen với 4 người nữa. Đấy, yêu 4 người khác nữa, tức là với bạn ấy nữa là 5. Cho nên là bạn đã buồn khổ và chia tay. Chia tay nhưng mà lòng vẫn vấn vương, cho nên rồi vẫn qua mạng xã hội vẫn trao đổi với nhau. Nhưng mà sau đó rồi gặp nhau rồi cũng lại phát hiện ra bạn này vẫn không thật lòng. Bạn ấy tuy bạn nói là đã cắt bỏ các quan hệ rồi, nhưng mà rồi vì một cái nhân duyên nào đó, bạn trai này vẫn phát hiện ra bạn ấy vẫn là giả dối. Cho nên bạn ấy đau khổ lắm. Bạn nói rằng là nếu mà con không biết Phật Pháp thì con kết liễu cuộc đời con rồi. Bây giờ bạn ấy vẫn còn thương bạn gái này, nhưng bây giờ bạn thương mà chắc là có chuyển hóa rồi. Cho nên bạn thương, bạn không muốn người bạn gái này phải chịu một cái hậu quả không tốt. Tức là bạn trai này cũng là có tin vào nhân quả rồi, nghe không? Và bạn viết cái câu hỏi này cũng là một cái tờ gọi là tâm sự giải bày lên đây, lên sư phụ và lên tất cả đại chúng. Và xin Thầy có cái lời gọi là khuyên giải ra sao? Thế thì với cái câu hỏi của bạn trai này á, thì sư phụ xin chia sẻ thế này. Thứ nhất, chúng ta biết cái chuyện mà
yêu đương nam nữ là cái chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Vào, các con đến với nhau, đó là chuyện rất bình thường. Thế thì chúng ta ở trên đời này, chúng ta gặp người bạn như thế nào, gặp được người yêu như thế nào, cũng phải gì? Nằm trong phước báu của mình. Vừa rồi các con mới nghe bài giảng vừa xong đấy. Con gặp được người bạn tốt, người yêu tốt là trong nhân duyên phước báu của mình. Con không gặp được người bạn tốt, người yêu tốt thì cũng là trong nhân duyên phước báu của mình. Nghe không? Các con phải nhớ nhé. Ở đây tất cả các bạn trai hay bạn gái đều phải tư duy như vậy. Cho nên ấy, cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình nó phụ thuộc vào cái phước báu, cái nghiệp báo của mình. Phước báu và nghiệp báo, các con ạ. Nhá, cái nghiệp báo là cũng chung cả. Trong cái nghiệp ấy, nghiệp báo á, nó có cái phước báu. Cái nghiệp của mình nó không có phước thì mình sẽ gặp phải những người bạn không tốt, người yêu không tốt. Cho nên về phía bạn trai này, trước hết phải tự mình suy xét chính mình. Mà mình tự suy xét mình. Mình cũng đã phải từng trong quá khứ gieo những cái nhân chưa tốt. Nghe không? Cho nên hoàn cảnh đời này, kiếp này, mình gặp những người bạn gái chưa tốt như vậy, người ta không một lòng với mình. Nghe không? Mình phải xét lại chính mình trước đã. Chứ có những người á, người ta gặp một người là rất trung thủy, vào trọn vẹn luôn, cũng không phải thay đổi nhiều lần. Đấy. Tất nhiên các con biết ấy, ngày xưa thì cái duyên để mà thay đổi nhiều lần nó ít hơn. Cái thời đại ngày xưa về phương tiện thông tin nó cũng ít, phương tiện đi lại cũng ít. Cho nên người ta thì ở trai làng nào lấy gái làng ấy là cùng thôi, cùng lắm sang đến làng bên, đúng không? Vì có đi được xa đâu. Còn bây giờ các con thì bay vèo vèo, nghe không? Đây vào Sài Gòn, đi ra nước ngoài cũng được. Rồi thông tin trên mạng, ở đây nói chuyện với tận ở Mỹ, ở đâu cũng được, kết bạn bốn phương được. Cho nên ấy, cái duyên bây giờ là cái duyên các con rất dễ có thể thay đổi. Người xưa thì khác hơn. Mà hai cái nó đều có cái hay cái dở của nó, phải không? Người xưa người ta ít có cái duyên thay đổi, thế mà người ta lại bền, lại chặt, lại hạnh phúc. Các con bây giờ thì có cơ hội, có duyên để thay đổi. Không thích người này thay người khác, thay như thay áo, nghe không? Nhưng mà rồi lại không bền, khó bền. Đó. Cho nên được cái này có khi lại mất cái kia. Thế thì ở đây ấy, trước hết Thầy nói tâm sự với bạn trai này thì bạn trai phải tự xét lại mình đã. Mình cũng có cái duyên, cái nhân duyên là mình cũng còn thiếu một cái phần phước trong cái việc kết bạn và có người yêu. Nghe không? Có người yêu. Đấy về phía mình, để mình tự kiểm mình lại, để mình sẽ nỗ lực. Nha. Thế thứ hai, cái bạn gái này nằm trong cái nhân duyên của bạn trai này, nhưng bạn gái này lại còn có nhân duyên với những người bạn trai khác. Đó. Cho nên ấy, người bạn gái này cũng phải xét. Người bạn gái này ở đây, ấy, Thầy cũng nói, người bạn gái này cũng phải xét. Nếu người bạn gái này chủ động làm những cái việc mà gọi là tình tay ba, tay tư, tay năm như thế này, nghe không? Có thể bạn ấy tính cái chuyện là yêu nhiều như thế để mình chọn lấy một anh, nghe không? Anh nào nhất thì mình lấy, mình chọn. Thế nhưng mà khi mà xác định đã gọi là yêu thì nó khác với bạn, các con ạ. Là bạn, các con có thể 5, 7, 10 bạn thân, không sao. Nhưng đã xác định gọi là yêu, khi các con đã nói một từ là yêu nhau, em yêu anh yêu em, thì là phải lúc, một lúc là chỉ một thôi. Đấy, cho nên các con cẩn thận, bây giờ tuổi trẻ các con thì dễ dãi lắm. Ai cũng nói yêu được, không những nói yêu mà nói chồng vợ luôn được. Nghe không? Dễ đến như thế. Cho nên vì thế các con xem nhẹ lắm, xem nhẹ cái tình cảm lắm. Cái này thì sư phụ cũng không tán đồng với các con đâu. Nghe không? Mới chơi với nhau vài ngày đã gọi chồng gọi vợ được rồi. Nghe không? Rất là dở.
nó nhạt hết cả đi. Sau này các con lấy vợ lấy chồng thật ấy, cái từ ngữ không dùng đúng ấy các con ạ, sau này nó rất ảnh hưởng đến mối quan hệ. Trong Phật pháp nhà mình gọi là phải chính ngữ, các con dùng ngôn ngữ là phải đúng, chính ngữ chính danh đúng việc. Chưa phải vợ không được gọi vợ, chưa phải chồng không được gọi chồng, nghe không? Gọi như vậy nó sau này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ các con dễ dãi quá cho nên là gọi nhau như thế, và từ đó mà xem nhẹ đi. Ngay cái từ gọi là yêu đấy, các con thấy người xưa người ta nói được từ yêu rất là khó, và phải làm bạn rất lâu rồi, rồi mới được dám cầm tay nhau, rồi mới dám nói yêu nhau là rất khó đấy. Đấy. Ngày xưa sư phụ có học cái tiếng Anh ấy, à cái tiếng Nga, mà mãi về sau cái bạn trai này mới nói được cô gái, là ở trong thang máy mới nói được là anh yêu em, khó khăn lắm. Còn bây giờ các con thì dễ quá, nghe không? Thế cho nên ấy, ở đây sư phụ nói cả hai giới nam và nữ, các con đều rất là cân nhắc, nghe không? Bạn thì có thể rất là thoải mái rất nhiều, nhưng khi đã chọn ai là yêu thì ta lúc ấy chỉ có một người yêu đã. Còn sau này yêu mà hết yêu rồi bỏ thì tìm người mới, không sao, nghe không? Chứ còn lúc mà đã chọn là yêu, đã nói là yêu thì ta không được một lúc gọi là yêu 4-5 người. Cái đó không đúng cái nghĩa của chữ yêu, của tình yêu. Thế thì bạn gái này, nếu bạn ấy cả 5 người bạn trai bạn ấy đều nói là em yêu anh cả thì bạn cũng vi phạm rồi. Và cái này nó gọi là phạm cái nội dung của từ yêu rồi. Đương nhiên các con biết đấy là tâm đấy. Có thể bạn ấy chọn mà nghĩ là cứ yêu đi, anh nào mình cũng nói yêu hết để mình chọn. Nhưng rồi các con biết nhân quả thì nó vẫn không có chừa ai, nghe không? Nếu không thì bạn ấy có nói là bạn thôi, nghe không? Thôi em làm bạn với các anh cả thôi, cứ chơi cho thoải mái với các bạn. Bao giờ trong các bạn này thấy ai mà đặc biệt nhất, phù hợp với mình nhất thì mình mới nói là yêu, nghe không? Thì nó không vi phạm, tức là không tạo ra cái nhân quả xấu, nha, nhân quả xấu. Còn nếu mình nói rằng ai mình cũng yêu, anh nào cũng yêu, năm anh đều yêu cả năm anh, thì mình đang bị tạo cái nhân rất xấu. Sau này mình cũng sẽ mắc cái quả báo, nha, mắc cái quả báo do chính cái nhân xấu này. Quả báo là gì? Mình cũng thế, sẽ không có được người chung tình, nha, với mình, chung thủy với mình đâu, nhé. Vì ai mình cũng nói yêu như thế, nó không đúng. Thế rồi sau này ấy, có khi chính mình cũng sẽ bị cô độc, nghe không? Chính mình sẽ bị cô độc. Cái người mà dối gạt trong tình yêu thì rất dễ bị cô độc nhé. Dối gạt trong tình yêu, không chân thật trong tình yêu thì người ấy sau này cũng sẽ bị cô độc, sẽ bị người khác dối gạt. Quả báo cũng sẽ là cái sự đau khổ. Đấy. Thế thì ở đây ấy, hai phía bạn trai thì phải tự xem phần phước của mình, biết rằng mình cũng có nghiệp quả mới vớ phải bạn gái này, nghe không? Để mình gắng mình tự tích lũy phước báo cho mình. Bạn trai này phải tự nguyện từ ngày hôm nay, con sẽ nguyện sống nghiêm túc, sống và sẽ sống thủy chung, chân thật. Chắc bạn trai này từ trong tiền kiếp cũng phải đã từng là đã dối gạt, cho nên kiếp này vớ phải cái người bạn gái này. Đấy, để mình trả một cái nghiệp quả, nha, chứ không phải không đâu. Thì bạn phải sống, nha, nó ảnh hưởng lắm đấy. Kiếp trước như thế nào các con ạ? Thì kiếp này mình sẽ sinh ra, kể cả gia đình mình sinh ra, nó cũng bị ảnh hưởng. Gia đình mình cũng, kiếp trước các con mà có phúc báu, thì sinh ra trong kiếp này mình, gia đình cũng có phúc báu tốt đẹp, nghe không? Mọi cái nó sẽ tốt. Thế còn nếu kiếp trước ta thiếu phúc, thì kiếp này ta sinh ra, từ gia đình mình, hoàn cảnh của mình cho đến con người mình cũng bị ảnh hưởng nhé. Để các con phải biết, để mình gắng tích lũy phúc báu cho chính mình. Khi các con mà tích lũy phúc báu tốt đẹp rồi, nghe không? Thì tự nhiên các con sẽ có những người tốt đẹp đến với mình. Cái đấy là chân thật. Các con đừng lo, phải học bà Mặt Lợi Phu Nhân vừa nãy đấy, nghe không? Mình sống thật tốt đẹp, chân thành với mọi người, nhiệt tình, mình sống tốt rồi, mọi việc tự nhiên sẽ có người tốt đẹp người ta đến với mình. Các con cũng không phải là đi tìm không mà được đâu nhé. Do trong phúc báu của mình, người ta gọi là trong phúc phần của mình, không có được người vợ tốt thì mình khó lắm, cho mình phải rèn, phải
tích lũy và tu cái phước này nhé. Thế còn bạn gái kia bây giờ làm sao? Bạn biết nghe Thầy phân tích nhân quả thế này thì bạn phải tự mình tu tâm mình, không thể yêu một cách bừa bãi như thế được. Và khi đã nói lời yêu với ai là mình phải xác định với người đấy, nó rõ là tình yêu. Có thể không tiến đến được hôn nhân vì yêu là yêu, nhưng mà khi yêu là phải chọn lòng với nhau đó, chứ không thể là yêu anh này xong rồi cũng nói yêu với anh kia được. Cái đó là không đúng nghĩa tình yêu, mình vi phạm một cái nhân quả, mình cũng sẽ bị cái quả báo xấu, và Thầy nghĩ còn có thể rất xấu nếu người này cứ tiếp tục cái nghiệp mà yêu như vậy nhé. Rồi, Thầy xin trả lời cho bạn trai này như vậy, mong rằng bạn cũng sẽ nhận ra vấn đề nhé, và bạn gái kia cũng thế.